Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga ra đòn chốt hạ ở Uleda. Hoạt động ở quốc hiện khá thấp so với những tuần gần đây, cả Nga và Ukraine hầu như không tấn công và không có tiến triển nào ở cả hai bên. Theo hướng Kupian, mọi thứ đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với quân đội Ukraine, ngay cả khi lực lượng tiếp viện của họ đã đến cũng không thể ổn định tình hình. Và quân đội Nga liên tục phát động các đợt tấn công mới, đặc biệt là xung quanh Pichen, nơi họ đã tiến tới ngay trước sông Oskil. Tại Bobrovka, quân đội Nga đang tiến xa hơn về phía nam Selidovo và các ngôi làng lân cận cũng đang bị họ nhắm tới, ví dụ như Tsukurino. Các cánh đồng phía bắc Krasnogorivka cũng đang dần bị quân đội Ukraine bỏ rơi và lực lượng Moscow ngay lập tức chiếm giữ các vị trí bị bỏ lại. Theo hướng Ulenda, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn mỏ số 3. Trong trung tâm thành phố, các hình ảnh định vị địa lý cũng chỉ rõ sự hiện diện của binh sĩ Nga. Khu vực này đang bị tấn công từ mọi hướng và các blogger ủng hộ Kiev rất ngạc nhiên khi mà quân đội Ukraine ở đó không rút lui do tình hình bấp bênh. Câu hỏi liệu Ukraine có sụp đổ hay không đã có câu trả lời từ lâu, vấn đề chỉ là khi nào. Nga ồ ạt ập vào Tsukurino và đánh sập Ukraine. Trong khi số phận Ulenda đang được quyết định thì ngay bên cạnh, theo hướng Kurakov, một trận chiến đang diễn ra vì ngôi làng Tsukurino mà hai bên đều coi là then chốt. Nó nằm ngay trên đường cao tốc giữa Selidovo và Kurakov. Lực lượng Moscow đã tiếp cận Tsukurino từ ba phía cùng một lúc. Từ bãi thải mỏ Selidovskaya đến phần phía bắc, từ cánh đồng đến phần trung tâm sau khi nhổ sạch các công sự nhỏ của Ukraine, và tới Basil Đại Đế trên phần phía nam. Trong đó, bãi thải có độ cao lớn, quân đội Ukraine có thể dựa vào đó để dùng hỏa lực bắn chế áp vào các mũi xung kích của đối phương. Lực lượng Moscow đang phải đối mặt với nhiệm vụ cắt nguồn cung cấp của quân đội Ukraine trong khu vực. Dựa trên các yếu tố địa hình cũng như sự phòng thủ của Ukraine, rất có thể trong 3 phương án bắt đầu cắt chiếc bánh này từ đâu, quân đội Nga sẽ chọn hướng Bắc. Mục tiêu lớn tiếp theo của họ sau khi chiếm Tsukurino là tiến xa hơn đến phòng tuyến Alexeyevka và Vispeno để ôm lấy Selidovo trong móng vuốt của vòng vây cuối cùng. Mặt trận quốc, Nga tấn công vào nhiều vị trí của đối phương. Trên hướng quốc, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Cảnh quay đã xuất hiện về việc quân đội Nga đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Kiev ở Vestnoye, ở quận Kruskovo. Đánh giá qua sự im lặng trên không gian truyền thông, Ukraine không khoe về bất kỳ một thành công nào. Tại quận Kolenovo, lực lượng Moscow đã thực hiện cuộc công kích vào vành đai rừng phía nam Olkhovska sử dụng bom FAB-3000. Các vị trí ở phía bắc Novoy Vanoska cũng bị tấn công. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Lyubimovka, nơi quân đội Ukraine đang cố gắng chen vào hàng phòng ngự của Nga trong làng. Tại quận Susa, UAV Molinia của Nga đã được ghi nhận trong khu vực Cheskakia, Konopelka. Trước đây, chúng chỉ được sử dụng theo hướng Postbroker và Siver. Do bị bắn trúng trực tiếp, một trong những xe bọc thép của Ukraine đã hư hỏng nặng. Các trận chiến đang diễn ra dữ dội ở ngoại ô Darino và Nikolaevo Darino. Tại Sumy, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã phá hủy một tổ hợp pháo phản lực hiện đại của Ukraine. Cường độ sử dụng tên lửa chiến thuật, chiến dịch Iskander chống lại các mục tiêu của quân đội Ukraine trong khu vực này vẫn khá cao. Nga siết vòng vây Ukraine ở pháo đài Donbas. Lực lượng Nga đã cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực tất cả con đường dẫn đến Volenda, đe dọa phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận miền đông. Ông Vladimir Grokov, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề chủ quyền,
dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga nói với hãng tin Start của Nga ngày hôm 26 tháng 9 rằng tất cả các con đường mà đối phương sử dụng để cung cấp nhân lực, thiết bị và đạn dược cho Volenda thuộc Volenda đều đã bị cắt đứt hoặc kiểm soát hỏa lực. Lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn 1/3 khu định cư và các tuyến đường được sử dụng để tiếp viện cho lực lượng Ukraine ở Volenda đều đã bị Nga cắt đứt hoặc là kiểm soát. Đối với Volenda, những người ủng hộ Ukraine đang ẩn náu ở đó, tránh giao tranh trực tiếp và chỉ tấn công thị trấn bằng máy bay không người lái tự sát, pháo binh và pháo phản lực. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushinin, một lãnh đạo thân Nga ở Donetsk, tuyên bố trận chiến giành lại Volenda đã diễn ra và giao tranh đang diễn ra bên trong thị trấn này. Forbes dựa vào thông tin từ thực địa cho biết lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây Volenda ở khu vực Donetsk. Ông Pushinin nói rằng việc kiểm soát Volenda có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở tiền tuyến miền đông Ukraine. Từ Volenda, Nga có thể tiến tới Bobrovka và Kurakov một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass. Theo nhóm phân tích Frontalian Insight của Ukraine, hoạt động phòng thủ của Volenda hiện có thể đang ở giai đoạn cuối. Các dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine, cụ thể là lữ đoàn 72, đã bắt đầu rút lui dần dần đến các vị trí phòng thủ sau các mối đe dọa gần đây của lực lượng Nga đối với các bên sườn của thành phố. Trước đó, lữ đoàn 72 đã bám trụ mạnh mẽ ở Volenda trong 31 tháng và ngăn chặn hàng loạt cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái, khiến Moscow thiệt hại hàng chục thiết giáp sau các đòn xuyên phá trực diện. Một chỉ huy bộ binh của lữ đoàn 72 của Ukraine được coi là Oscar ngày 24 tháng 9 cho biết lực lượng Nga dồn dập tấn công thị trấn Volenda và tình hình ở khu vực này căng thẳng liên tục. Theo chỉ huy Ukraine, quân đội Nga đang tiến về phía Volenda, cố gắng ập vào khu định cư này từ các hướng khác nhau dọc theo tiền tuyến. Andriy Kolalensko, Giám đốc Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết vị trí của Volenda trên vùng đất cao khiến cho nơi này trở thành một điểm phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, với đợt ném bom dẫn đường gần đây, lực lượng Nga đã phá hủy được nhiều khu vực rộng lớn của thị trấn, giúp bộ binh Nga có thể tiến lên. Chiến lược tiêu thổ của Nga nhằm loại bỏ các chướng ngại vật khiến cho bộ binh Ukraine không còn nơi ẩn ấp. Andriy Kovalenko, quan chức tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng cho biết Nga đã phá hủy thị trấn Volenda và đang cố gắng tiến công từ hai bên sườn. Theo thông tin từ các blogger quân sự và các quan sát viên cho thấy, lực lượng Ukraine đang có nguy cơ bị Nga bao vây ở Volenda. Thị trấn tiền tuyến này nằm cách khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk khoảng 50 km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Volenda đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào năm 2022 và trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của tỉnh Donetsk. Nằm cách Bobrovka, nút giao chiến lược ở Donetsk và trung tâm hậu cần huyết mạch ở miền đông Ukraine, 50 km về phía nam, Volenda thường được gọi là pháo đài của vùng Donbass. Việc mất Volenda sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam Bobrovka, một thành phố khác mà Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững trong bối cảnh diễn ra các cuộc tấn công liên tục của Nga.